Tây Hoang Phong Vân Lục giới thiệu vắng tắt. Có người địa phương sẽ có nhu cầu, có nhu cầu sẽ có lợi ích, theo đó liền có cùng lợi ích bạn sinh xuất hiện dục vọng, mưu kế, máu tươi, thống khổ. Đây là nơi nào cũng không thể tránh khỏi mà không thể nghi ngờ sự thật, vô luận là trong cuộc sống hiện thực hay là kỳ quái tiên hiệp thế giới, thậm chí ở một mức độ nào đó cái sau do là như thế. Chương 1, Nguyên nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sư phụ, sắc trời không còn sớm, nếu không chúng ta đi về trước đi, bằng không tối nay phỏng chừng sẽ phải đi đường ban đêm, đường núi kia vốn là không dễ đi. Nói chuyện chính là một gã ngũ quan dáng điệu thơ ngây khả ái, dáng người hơi thấp, hình thể mập mạp, mặt kiếm bào cũ nát ước chừng 20 tuổi thanh niên. Mà bên trái hắn là một gã tóc bạc thon gầy lão giả, mặt kém không nhiều lắm hình thức giặc đến trắng bệch trường bào, vạt áo phía dưới còn mang theo mấy cái thô to vá lỗi, mà một hàng ba người ngoài cùng bên phải chính là một cái tuổi cùng mập thanh niên sắp xỉ, ăn mặc cũng nhất trí, lúc này khiên một khối cũ nát một bài, so với lão giả còn gầy hơn, khiên một bài phản phất một giây sau sẽ bị gió thổi chạy thanh niên. Đúng vậy a à, sư phụ, ngài cái này cánh tay già chân già, vạn nhất trên đường trở về ngã, ngày mai nói không chừng còn không xuống núi được, đến lúc đó bảo đảm không đồng đều liền thật bỏ lỡ cái gì mầm tốt. Ôi, khiên bài thanh niên cũng tiếp lời đối lão giả khuyên bảo thời điểm, đột nhiên chân bị đi qua người qua đường vấp một chút, thanh niên trực tiếp cả người lẫn bài ngã ngửa trên mặt đất, kêu lên tiếng. Ách, vị huynh đệ này ngượng ngùng, ta vừa rồi đang suy nghĩ sự tình không chú ý, người không sao chứ. Người qua đường phục hồi tinh thần lại phát hiện vấp ngã thanh niên khiên bài, nhanh chóng dừng bước, lên tiếng xin lỗi. Thanh niên khiên bài còn chưa đứng dậy, lão giả gầy gò liền mở miệng nói trước hắn cảm ứng được trên người người này có linh lực, hẳn là một tu sĩ, chỉ là linh lực này như có như không, tự hồ còn chưa nhập giai. Tâm tư không khỏi lại bắt đầu linh hoạt lên, lão phu nhất kiếm môn môn chủ trang phong, không biết vị tiểu huynh đệ này ở nơi nào cao môn tu luyện đâu. Gặp qua trang môn chủ, hồi trang môn chủ mà nói, tiểu tử không cửa không phái, là cái tán tu, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp chính mình tu luyện lung tung mà thôi, không đáng nhắc tới, ha ha. Người qua đường này là một cái tuổi cùng mập gầy hai vị thanh niên kém không nhiều lắm, nhưng hẳn là hơi lớn một chút nam tử. Trên người mặc một kiện màu sắc xanh biếc hoa áo sơ mi, hạ thân là quần ống loa, tóc nhuộm thành màu tím, một nửa cạo trọc đầu một nửa khác giữ lại nửa dài không ngắn, đeo cốc kính râm, dây xích vàng lớn, đại kim đồng hồ. Lúc này mập gầy ba người tổ đồng thời kinh ngạc lớn tiếng hô lên, trong giọng nói không thiếu kinh hỉ, tự hồ là ba người gặp cái gì khó lường thiên tài địa bảo bình thường thật sự tán tu. Sống. Còn có thể động. Đừng sờ. Một lát chạy, đồng thời khiên bài thanh niên cũng đứng dậy cùng hai người khác cùng nhau kinh nghi đánh giá vị này người qua đường thanh niên. Béo thanh niên nói xong còn đưa tay làm bộ muốn sờ, lại bị gầy lão giả khẩn trương xô đẩy ngăn lại. Đúng vậy, tán tu, làm sao vậy? Người qua đường thanh niên bị trước mắt ba người lời nói và việc làm dọa đến sờ không ra đầu óc nghi hoặc hỏi cái này tán tu tuy nói không phải khắp nơi đều là đầy đường chạy nhưng cũng coi như tương đối thường thấy đi về phần ngạc nhiên như vậy sao lão giả gầy gò lúc này mới ý thức được ba người nhà mình dường như biểu hiện có chút quá mức chủ yếu vẫn là nguyên nhân quá mức kích động bởi vì cái gọi là đạp nát giày sắt không tìm được không phải do ba người bọn họ không kích động tiểu huynh đệ còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào ách tiểu tử lâm tiểu sơn không biết trang môn chủ là có cái gì cần tại hạ cống hiến sức lực sao? Người qua đường thanh niên do dự một chút trả lời, bởi vì hắn không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra được này thầy trò ba người trong ánh mắt lửa nóng. Cái này! Lâm Tiểu Hữu đúng không? Lão Phu ở đây hướng Lâm Tiểu Hữu vấn an. Là như vậy, không biết Lâm Tiểu Hữu có hay không muốn gia nhập cái nào môn phái ý nguyện A? À? Tuy nói này tán tu tiêu diêu tự tại, nhưng tu luyện một đường nếu chỉ dựa vào một mình một người đóng cửa tạo xe gặp phải một ít vấn đề tu luyện cũng không ai cùng nhau tham khảo thậm chí công pháp thượng cũng không thành hệ thống tóm lại cũng không phải kế lâu dài nếu như có thể gia nhập tu luyện môn phái có đồng môn có thể trao đổi lẫn nhau công pháp cũng đồng bộ đầy đủ hết vậy tu luyện so với cái trước có thể nói là làm ít công to a à? lão giả gầy thấy đối phương dĩ nhiên nhìn ra ba người trong nhà đối với hắn có ý đồ hơi do dự cũng không hề định vu hồi uyển chuyển đem mục đích của mình nói ra lâm tiểu sơn hiện tại nhìn ra này thầy trò ba người là chiêu sinh, nghĩ đến là chiêu sinh không dễ, vừa vặn đụng phải chính mình là tán tu, cho nên mới có một màn này, cho nên cũng lơ đỉnh, thuận miệng hỏi. Lâm Tiểu Hữu, cái này phần lớn môn phái đối với môn nhân tư chất tuổi tác tu vi đều yêu cầu được có chút nghiêm khắc, bất quá ta một kiếm môn tuân theo tôn chỉ đó là hữu giáo vô loại, hơn nữa ta một kiếm môn cũng từng là trong thiên hạ tiếng tâm lừng lẫy kiếm tu môn phái. Hơn một ngàn năm trước tiếng tâm lừng lẫy. Lúc này khiên bài gầy thanh niên nhỏ giọng nói thầm một câu, bị lão giả nghe được trừng mắt, trở mình xem thường ngượng ngùng không thôi. Hơn nữa ta thấy trên người tiểu hữu đeo hai thanh kiếm, nghĩ đến cũng là tu tập kiếm đạo, không biết tiểu hữu có hứng thú gia nhập tệ phái hay không. Lâm Tiểu Sơn trầm ngâm một chút nói ra, đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc, bởi vì hắn quả thật có tu tập kiếm pháp, hơn nữa nhất kiếm môn kiếm đạo cũng cũng độc đáo một ngọn cờ, xác thực có danh tiếng, điều này làm cho hắn có chút động tâm. Thanh niên gậy có chút kinh nghi lớn tiếng hỏi, nghĩ thầm đây tuyệt đối là khen tặng tràn diện lời nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, môn phái nhà mình có cái gì đáng giá người ta khen tặng, dù cho đối phương vẻn vẹn là cái tán tu, môn phái nhà mình cũng không đáng giá người ta khen tặng, tất là người này là cái cực kỳ chú ý lễ phép người đi. Đúng vậy đúng vậy, ngươi không có khả năng nghe nói qua chúng ta một kiếm môn có lẽ là cái khác một kiếm môn hoặc là tên kém không nhiều lắm môn phái đi béo thanh niên cũng vẻ mặt khó có thể tin mà phụ họa nói thậm chí liền ngay cả thân là môn chủ gầy gò lão giả lúc này trong ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc ngạc nhiên ách lâm tiểu sơn thấy thầy trò ba người phản ứng như vậy không khỏi có chút khó hiểu chẳng lẽ ta không nên biết sao nhất kiếm môn là môn phái ẩn tu cũng không thấy ghi chép tương quan a à. ta quả thật biết một kiếm môn ngàn năm trước là trung bình kiếm tu môn phái ở Trung Châu, thanh thế rất lớn, thời kỳ đỉnh cao thẳng tiến thuộc Sơn, bách xuyên kiếm phái và kiếm tu danh môn, sau đó bởi vì lui về Tây Hoang, lấy loại kiếm thuật cùng hóa sinh kiếm quyết nổi tiếng hậu thế, hóa sinh kiếm quyết bên trong, nhất kiếm hóa vạn sinh, càng là từng vấn đỉnh thiên hạ top 10 kiếm chiêu. Về phần tại hạ biết một kiếm môn này có phải là quý phái tại hạ hay không thì không biết được. Chủng kiếm thuật, hóa sinh kiếm quyết, từng là môn phái Trung Châu cái này hình như thật đúng là một kiếm môn của chúng ta. Thanh niên gầy nói thầm, nhưng vẫn là nghi hoặc không giảm, một kiếm môn của chúng ta thực sự nổi danh như vậy sao? Tự tin một chút, đem giống như bỏ đi, chính là không có mấy người biết chúng ta một kiếm môn giống như vị lâm huynh này đã biết chúng ta một kiếm môn, thậm chí có chỗ tôn sùng, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai. Đâm. Đâm lão giả gầy gò nhìn thấy hai vị cao độ của mình ngang nhiên chửi bới môn phái nhà mình, ngay cả người qua đường cũng không bằng, nhìn không được dơ vỏ kiếm trong tay lên gõ đầu hai người một cái, nói bậy, sao lại không có mấy người nghe qua một kiếm môn của chúng ta, cho dù một kiếm môn của chúng ta không có tên, nhưng vi sư ta ở trên địa giới này vẫn có chút danh tiếng. Lâm Tiểu Hữu chê cười, hai tên bại đồ này của ta cả ngày đều thích nói bậy, ha ha. Gõ xong hai người mập mập gầy, lão giả gầy gò quay đầu ôn hòa cười nói với Lâm Tiểu Sơn, đồng thời còn lấy tay vuốt trâu trắng vuốt cầm, trên mặt hiện ra một chút vẻ tự đắc, không biết là bởi vì Lâm Tiểu Sơn biết nhất kiếm môn mà cảm thấy tự đắc, vẫn là vì mình có chút danh tiếng mà tự đắc. Thanh niên gầy lại nói thầm một trận, đem lão giả gầy nói thầm thiếu chút nữa kéo râu xuống, bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tư cùng tên khốn kiếp này so đo, đơn giản ra vẻ không nghe tiếp tục hướng dẫn từng bước Lâm Tiểu Sơn nếu lâm tiểu hữu nghe qua nhất kiếm môn của chúng ta vậy thì càng tốt nếu như tiểu hữu gia nhập nhất kiếm môn của chúng ta tiểu hữu nghe qua loại kiếm thuật gì tuyệt học hóa sinh kiếm quyết những kiếm đạo này đều có thể dễ như trở bàn tay mặc dù có bất kỳ chỗ nào không rõ lão phu cũng sẽ cẩn thận dạy dỗ bảo quản thực lực của tiểu hữu một ngày ngàn dặm hắc hắc chỉ bất quá gia nhập nhất kiếm môn của ta có một chuyện ta phải cùng tiểu hữu nói rõ hơn nữa việc này có chút quan trọng đúng vậy dễ như trở bàn tay vậy cũng phải học một chút mới được cẩn thận dạy dỗ ngược lại là cẩn thận chỉ là chính sư phụ hình như cũng chưa từng nắm giữ tuyệt học này không có bỗng lộc hàng tháng không có tài nguyên tu luyện gì còn phải thường xuyên giúp tông môn ra ngoài làm việc kiếm tiền ăn cơm thanh niên gầy lại nói thầm bất quá lúc này lão giả cũng không có trừng mắt hoặc là gõ đối phương nữa chỉ là vẻ mặt ngượng ngùng lộ vẻ xấu hổ sau đó than nhẹ một tiếng nói ra ai cái này tiểu hữu có thể thận trọng suy nghĩ một phen lão phu tuyệt sẽ không ép buộc người khác hiển nhiên thanh niên gậy nói chính là tình hình thực tế cũng là tình hình thực tế mà lão giả không muốn giấu giếm lâm tiểu sơn nghe vậy một trận trầm ngâm dường như có chút do dự chỉ là hắn do dự cũng không phải cái gì bỗng lộc hoặc là tài nguyên tu luyện cũng không phải là học không học được các loại sự tình cái này trang môn chủ gia nhập một kiếm môn có thể bản thân ta đối với một kiếm môn tuyệt học cũng xác thực có chút ngưỡng mộ trong lòng, chỉ là tại hạ có thể chỉ nhập môn không bái sư. Lão giả gầy gò nghe Lâm Tiểu Sơn nói, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại có chút do dự, túng trâu thông thả tại chỗ, túng một hồi lâu, đột ngột thần sắc nghe răng, sau đó trên tay đột nhiên kéo xuống, Lâm Tiểu Sơn sợ hắn thật sự kéo trâu xuống, cũng được. Lão Phu liền đồng ý ngươi chỉ gia nhập ta một kiếm môn, không bái sư nói xong trong lòng mặc dù hơi cảm thấy tiếc hận nhưng lại âm thầm may mắn dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình có lẽ lấy hắn ba quyền hai cước này nói không được còn dậy không được người ta cái gì trái phải bọn họ lần này đi ra chiêu người ước nguyện ban đầu cũng chỉ là kéo đủ số người không quên tâm ban đầu thủy chung rất tốt đã như thế nhận được môn chủ yêu lầm tiểu tử lâm tiểu sơn nguyện nhiên người gia nhập một kiếm môn bái kiến môn chủ cùng hai vị sư huynh Lâm Tiểu Sơn thấy đối phương nhượng bộ như thế, mà hắn cũng xác thực muốn học tập một chút một kiếm môn kiếm pháp, liền cũng không hề già mồm cãi láo, chấp tay đối với lão giả gầy gò không người làm lễ. Lão giả gầy gò hôm nay cuối cùng đạt được mục đích, cũng là mừng rỡ, sau đó gật đầu mỉm cười hư đỡ Lâm Tiểu Sơn không người, Tiểu Sơn, từ nay về sau mọi người chính là đồng môn, nhớ phải chăm sóc lẫn nhau. Vị này là đại sư huynh trương toàn tài của ngươi, mà hắn lại là nhị sư huynh vương tường phú của ngươi, những đồng môn khác chờ trở lại trong cửa sẽ giới thiệu với ngươi ngô người ta chiêu đến rồi vậy thì trở về đi tiểu sơn ngươi là bây giờ cùng chúng ta trở về núi hay là muốn xử lý chuyện của mình một chút một ít hiện tại liền cùng mọi người cùng nhau trở về đi ta cũng không phải hùng châu người bên này du lịch đến đây thôi cho nên không có cái gì chuyện cá nhân muốn xử lý ha hả lời đồn không cần nói lâm tiểu sơn đi theo ba người một đường ra khỏi tùng mộc thành bọn họ đang ở sau đó dọc theo quan đạo một đường đi về phía bắc không biết bao xa tiếp theo lại đổi thành đi đường nhỏ gập ghềnh trong núi lại đi không biết bao xa cuối cùng dọc theo một dòng suối nhỏ không biết tên ngược dòng mà lên không biết bao xa cuối cùng trước khi mặt trời lặn đi tới một nơi nào đó trong núi sâu lâm tiểu sơn nhìn nơi đóng quân của nhất kiếm môn trước mắt đây là một cái sân lớn dùng cọc gỗ hàng rào gỗ đá vụn đơn sơ vây quanh trong sân trồng mấy gốc cây không biết tên, trên đất trống dưới tàn cây còn dựng một ít cọc gỗ bao cát đơn giản. Lại là ba gian nhà ngói xanh thoạt nhìn coi như hoàn chỉnh, sáu bảy gian nhà ngói bùn không hoàn chỉnh. Có thiếu cửa, thiếu cửa sổ, nóc nhà dột một lỗ, còn có vừa thiếu cửa thiếu cửa sổ nóc nhà còn lỗ hỏng. Trước cửa sân dựng thẳng một cái bao bằng trúc, sau đó nhị sư huynh tường phú của bọn họ bảo hắn đem thẻ gỗ khiên cắm vào trong bao đây chính là sơn môn của nhất kiếm môn lâm tiểu sơn bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không thật giống lúc trước mập ống sư huynh nói lầm như vậy đã từng thanh danh hiển hách môn phái cỡ trung cho dù là ngàn năm trước thanh danh hiển hách hiện giờ suy sụp nhưng cũng không đến mức này đi ngay cả ổ cường đạo cũng không bằng chỉ tốt hơn ổ ăn mày một chút có thể là một kiếm môn đứng đắn nghĩ đến đây hắn không khỏi lắc đầu chẳng lẽ là ảo thuật thủ thuật che mắt không muốn cho người ta biết bộ dáng chân chính của Sơn Môn. Nhưng tất cả đều chân thật và không hề có dao động linh lực, khả năng ảo thuật gần như bằng không. Đồng thời liên tưởng đến kiếm bào mang theo miếng vá của môn chủ, ổ ăn mày xa hoa này chỉ sợ thật sự là một kiếm môn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tiếp theo hắn bắt đầu suy nghĩ có nên tự bỏ tiền túi ra hay không, xây cho tổ chức vừa mới gia nhập này một sơn môn nhìn được, dù sao từ trên người hắn có thể biết được mức sống của hắn, hoàn cảnh như vậy sợ là ở không quen. Bất quá cuối cùng vì bận tâm lãnh đạo mới cùng mặt mũi đồng môn khác, nhưng cũng là bỏ đi ý niệm này, nghĩ có thể chống đỡ một ngày là một ngày, coi như là một loại tu hành, đồng thời cũng rõ ràng lấy tình huống của hắn hơn phân nửa cũng sẽ không ở nhất kiếm môn lâu. Kế thành Tiểu đệ Vi sư đã trở lại Trang lão đầu vừa vào cửa viện liền hô lên Sư phụ, ngài đã trở lại rồi, không biết hôm nay một người đàn ông mặc áo ngắn vải thô, ngũ quan lạnh lùng, mặt mày phản phất có chút ưu sầu, hơi không người từ trong một gian nhà ngói thấp bé bốc khói bếp đi ra, không biết còn muốn nói gì nữa, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Tiểu Sơn bên cạnh trang lão đầu, liền ngừng nói. Kế thành, giới thiệu với ngươi một chút, hắn là hôm nay gia nhập chúng ta nhất kiếm môn Lâm Tiểu Sơn, về sau chính là các ngươi ngũ sư đệ. Trang lão đầu thấy nam tử đi tới, liền cũng kéo qua Lâm Tiểu Sơn cùng đối phương giới thiệu nói. Tiểu Sơn, đây là người tam sư huynh dịp kế thành. Lâm Tiểu Sơn chấp tay hướng nam tử áo ngắn thấy lễ, trong lòng lại là một trận do dự thầm nghĩ, bởi vì hắn cảm ứng được thiên phú của đối phương kỳ thật so với mập gầy sư huynh tốt, chẳng biết vì sao tuổi so với hai người kia lại nhập môn muộn hơn. Thậm chí dường như đã qua tuổi tu luyện tốt nhất, chẳng lẽ cũng giống như hắn nửa đường kéo vào. Đây là cá và thịt, hôm nay Tiểu Sơn có thể gia nhập chúng ta nhất kiếm môn, cũng là việc vui, buổi tối thêm hai món ăn. Toàn tài, tường phú hai người các ngươi cũng đi hỗ trợ. Người này là cô nhi trang lão đầu nhặt được trong chiến hỏa, không biết cha mẹ hắn, cho nên liền đặt cho hắn một cái tên là Trang Tiểu Đệ, năm nay 13 tuổi, là thiên phú tốt nhất trong bốn sư huynh đệ, hiện giờ Tu Vi đã tới tam giai đỉnh phong, khoảng cách ý cảnh cũng là lâm môn một cước, thậm chí khi đề cập tới người này thầy trò ba người đều mặt mày hớn hở vẻ mặt tự hào, cho nên Lâm Tiểu Sơn cũng đồng dạng muốn sớm gặp vị đồng môn thiên phú đệ nhất này. Tiểu đệ còn đang ở tại kiếm đàm, bất quá hẳn là cũng sắp trở lại. Dịp kế thành nhận lấy thịt cá trả lời một tiếng liền không nhiều lời nữa, xoay người cùng sư huynh mập gầy hai người đi về phía phòng ngói khói bếp. Tiểu Sơn một kiếm môn của chúng ta tuy nói là môn phái kiếm tu trung bình thanh danh hiển hách ngàn năm trước, nhưng bây giờ đã suy sụp, rất nhiều bí tịch công pháp đều đã sớm bị mất tích trong quá trình trằn trọc, dù sao qua hơn một ngàn năm, thậm chí ngay cả sơn môn cũng thay đổi không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến 30 năm trước lưu lạc đến đây, tìm thư uyển www sinh com cho nên hiện tại vẫn giữ nguyên hoàn hảo đồng thời cũng coi như tuyệt học có thể lấy được, cũng chỉ có người biết, đại biểu cho bản môn truyền thừa, chủng kiếm thuật, cùng hóa sinh kiếm quyết. Hai bộ tuyệt học này quay đầu lại ta liền truyền cho ngươi. Khụ khụ khụ. Ha ha nói tới đây trang lão đầu còn ho nhẹ nở nụ cười hai tiếng ngay tại thời điểm lâm tiểu sơn không biết cười vì sao trang lão đầu tiếp theo giải thích kỳ thật hai môn tuyệt học này lão phu quả thật sẽ không nhất kiếm môn chúng ta trước mắt cũng chỉ có tiểu đệ có thiên phú có thể học được một ít gia long hóa sinh kiếm quyết những người khác đều dốt đặc cán mai giống như lão phu hiện tại tiểu đệ không ở đây cơm chiều thời điểm lão phu sẽ cùng hắn nói về sau tại nghiên cứu tập tuyệt học này lúc cùng ngươi tham khảo một phen đồng thời cũng sẽ đem tuyệt học phó bản cho ngươi lão phu có thể làm cũng chỉ nhiều như vậy về phần này hai môn tuyệt học ngươi có thể hay không học được chỉ có thể xem ngươi tạo hóa ha ha lâm tiểu sơn nghe đầu tiên là sửng sốt sau đó giống như nghi hoặc được giải mà cười khổ nói đã là như thế vậy nghĩ đến bổn môn hẳn là còn có cái khác công pháp bí tịch đi bởi vì lâm tiểu sơn có thể cảm ứng được trang lão đầu là ý cảnh tu vi mà ba vị sư huynh đệ khác cũng là hình cảnh nếu như học không được cái này truyền thừa công pháp, vậy tự nhiên là có cái khác thay thế công pháp, cho nên theo bản năng hỏi. Tuy nói hắn đối với thiên phú của mình có chút tin tưởng, nhưng đến lúc đó vạn nhất lực có không bắt được học không được hai môn tuyệt học này, nghĩ có thể trước tiên học được cái khác tốt công pháp, vậy gia nhập cái này một kiếm môn hẳn là cũng không tính thiệt thôi. Có cái kia thì có, giống nhau tùy ngươi học tùy ngươi xem. Đều chất đóng ở bên trái gian phòng lớn kia. Hắc hắc, mà thấy trang lão đầu phản ứng như vậy, Lâm Tiểu Sơn khó tránh khỏi một trận hết hồn hết vía. Chương 2, Đường đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt Lâm Tiểu Sơn đã gia nhập nhất kiếm môn hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiểu Sơn mỗi ngày chính là ăn cơm ngủ cùng đọc sách, lúc rảnh rỗi lên núi dạo một vòng, tìm chút món ăn dân dã dạ, cải thiện thức ăn những người khác trong cửa cũng đại khái là như thế chỉ có đại sư huynh mập mạp trương toàn tài xuất thân từ con trai đầu bếp tửu lâu tùng mộc thành dưới chân núi cùng vương tường phú xuất thân từ con trai phòng kế toán tửu lâu dưới chân núi sẽ thường xuyên xuống núi về nhà xem một chút thuận đường mua chút đồ ăn hoặc là đồ dùng sinh hoạt gì đó về phần nguồn thu nhập của môn phái sao chính là trang lão đầu làm cao thủ ý cảnh thỉnh thoảng bị một chi nhánh tiêu cục nào đó trong thành thuê bảo hiểm tiêu gì đó đệ tử trong môn ngoại trừ trang tiểu đệ được xưng là thiên phú ưu tú dốc lòng tu luyện không hỏi thế sự ra những người khác ngẫu nhiên cũng đi theo trang lão đầu đi bảo tiêu gặp mặt hoặc là bưng trà đưa nước nếu như không có tiêu có thể bảo đảm liền đến trong thành nhìn xem có người thuê khai sơn bổ thạch vận chuyển đại kiện hàng hóa các loại việc dù sao cũng là tu sĩ có linh lực gia trì làm việc nặng khẳng định hơn xa phạm nhân tuy nói không thể so với áp tiêu kiếm được nhiều lắm nhưng thắng ở an toàn ổn định tả hữu cũng là một nghề nghiệp. Bất quá Lâm Tiểu Sơn dù sao cũng là nhân vật có gót chân, liền tự dây chuyền vàng lớn trên người hắn có thể biết hắn sẽ không đi làm những nghề này, hắn chỉ là mỗi tháng cố định nộp lên một khoản tiền để thay thế bưng trà đưa nước cùng chuyển gạch, sau đó cả người liền chôn vào trong gian phòng được xưng là tầm đạo các kia, đóng bí tịch không trọn vẹn củ nát không rõ ý nghĩa kia. Dù sao hắn gia nhập nhất kiếm môn chính là vì học bí tịch, không phải tới mưu sinh nghề nghiệp gì. Đối với việc này, trang lão đầu không biết là xuất phát từ sự tôn trọng đối với lâm tiểu sơn hay là xuất phát từ sự tôn trọng đối với khoản tiền nộp lên kia tóm lại bình thường có việc hay không cũng rất ít tìm hắn mọi người cứ như vậy bình an vô sự mỗi người vui mừng qua nửa năm cho đến sáng sớm hôm nay lâm tiểu sơn vốn định lặp lại cuộc sống ngày hôm qua và ngày mai lại bị trang lão đầu gọi qua còn có một tháng võ lâm đại hội dự tuyển thi đấu liền muốn bắt đầu võ lâm đại hội sự tình ta đã nói với bọn hắn mấy cái không biết tiểu sơn ngươi đối với cái này có hiểu rõ hay không lâm tiểu sơn đến thời điểm nhìn thấy mấy sư huynh để tất cả bao lớn bao nhỏ mang theo hành lý một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng hắn đang nghi ngờ trang tiểu đệ không phải cho tới bây giờ chỉ để ý tu luyện mặc kệ chuyển gạch như thế nào hôm nay cũng mang theo hành lý thời điểm trang lão đầu lúc này mở miệng giải khai hắn trong lòng nghi hoặc nguyên lai like không phải đi chuyển gạch là đi du lịch cái này ta biết võ lâm đại hội năm năm một lần là thịnh hội so tài giữa các đệ tử trẻ tuổi của tất cả các thế lực trong thiên hạ, cũng là căn cứ vào biểu hiện của các phái mà phân phối lại một bộ phận tài nguyên tu luyện, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể căn cứ vào tình huống mà điều chỉnh phạm vi thế lực, đồng thời cao thủ trẻ tuổi xuất hiện trên võ lâm đại hội đạt được một ít thứ tự, còn có thể nhận được phần thưởng của bên tổ chức vân vân. Tóm lại chính là một sự kiện trọng đại mà giới tu luyện chú. Ý Người người kiển chân ngóng trong hăng hái tham dự. Bất quá cái này võ lâm đại hội dự tuyển là cái gì, ta ngược lại không rõ lắm. Lâm Tiểu Sơn cũng chỉ biết đại khái của võ lâm đại hội, bởi vì cũng không tham gia cho nên biết cũng là có hạn. Người nói cái kia là thiên hạ võ lâm đại hội, cùng chúng ta nhất kiếm môn không có quan hệ gì, nếu là ngàn năm trước nhất kiếm môn ngược lại còn đủ tư cách tham gia, hiện tại sao? Quên đi! dù sao từ khi lão phu gia nhập nhất kiếm môn cũng đã là cái dạng này, không đề cập tới cũng thôi. Hiện tại chúng ta muốn đi tham gia chính là Tây Hoang Võ Lâm Đại hội Hùng Châu tư cách hổ phách quận dự tuyển thi, đây là cạnh tranh tham dự Tây Hoang Võ Lâm Đại hội Hùng Châu tư cách đại biểu dự tuyển thi, đồng thời cũng là xác lập môn phái địa vị giang hộ cưỡng chế thi đấu. Cái này dự tuyển thi yêu cầu là mỗi môn phái phải phái dưới 30 tuổi, hình dai trở lên đệ tử trở lên tham dự bất kỳ Tây Hoang môn phái nào không thể tham dự đều bị thuộc về Tây Hoang Tông Phái Liên Hợp Ủy ban Phân hội quận bị xóa tên, thu hồi tại nguyên tu luyện, phạm vi thế lực của môn phái này, vì vậy chúng ta tham dự vòng loại này là để bảo vệ một mẫu ba phần đất của nhất kiếm môn ở phía nam Tùng Khê Sơn. Lúc trước ta và toàn tài, tương phú xuống núi tuyển người kỳ thật cũng chính là vì có thể gom đủ điều kiện tham dự vòng loại này ha ha. May mà chiêu tới tiểu sơn ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ cũng vào hình dai, bằng không vi sư còn muốn cho ngươi một ít cơ hội tán gia bại sản mua được đang dược trợ ngươi nhập hình, hôm nay lại là tiết kiệm được hắc hắc. Trang lão đầu lắc đầu cùng Lâm Tiểu Sơn phổ cập một chút cái gì là thi đấu dự tuyển. Lâm Tiểu Sơn nghe xong thế mới hiểu được, tình cảm lão nhân này chiêu người đều chiêu đến không tiếc ở trên đường cái kéo người, tuổi tác thiên phú cái gì cũng đều không quan tâm, có linh lực có thể tu luyện là được. Vốn hắn còn buồn bực tốt xấu gì cũng là tu sĩ, chậm rãi tìm có cơ duyên mà nói vẫn có thể thu được đệ tử không tệ, tùy tiện bắt được một người là một người như vậy căn bản không có lợi cho môn phái phát triển, nguyên lai là vì tạm thời thâu đầu người, khó trách sau khi chiêu mình liền không tuyển người nữa. Lâm Tiểu Sơn nghe được còn có phần thưởng, còn có thể thăng cấp tham gia thiên hạ võ lâm đại hội dáng vẻ, không khỏi nổi lên hứng thú. Thế lực lớn nhỏ của hộ phách quận này có bao nhiêu? Lôi đài thi đấu phải so tới lúc nào, trực tiếp là hỗn chiến sống chết bất luận cũng không có điểm nào mới dừng quay đầu lại thời điểm các ngươi dự thi vừa vào sân thi đấu không quan tâm có bắt đầu hay không trực tiếp nhận thua chạy ra là được cũng đừng cảm thấy mất mặt kỳ thật hổ phách quận bên này chính thành trở lên môn phái cơ bản cũng đều như vậy chân chính có thể tham dự cạnh tranh chính là đệ tử tinh anh của các thế lực vừa nhỏ kia cơ hồ mỗi người đều là cố hình cảnh cấp ba viên mãn thậm chí còn có ý giai trở lên giống như các ngươi phỏng chừng một chiêu đã bị người ta đánh chết sớm chạy sớm tốt loại môn phái không nhập lưu chúng ta không ai biết này cũng chỉ là đi qua tư cách lăn lộn mà thôi trang lão đầu nhìn bọn họ biểu môi khinh thường giải thích lâm tiểu sơn nghe xong hiểu rõ tình cảm thật đúng là đi du lịch vừa đi báo danh xong liền xong việc có thể dẹp đường hồi phủ có hứng thú có điều kiện hẳn là cũng có thể lưu lại xem náo nhiệt nếu là du lịch lâm tiểu sơn tự giác không có ý kiến gì hắn vừa không có gì cần chuẩn bị cũng dùng túi lớn túi nhỏ giống như các sư huynh đệ khác mang theo quần áo hành lý gì đó hắn có túi trữ vật một loại hành lý có thuộc tính không gian túi trữ vật bình thường có thể chứa đồ đạc của một gia đình huống chi hắn còn không tầm thường cho nên hắn vẫn luôn mang theo gia sản cùng với gia sản bên người một thân phong phạm tiên nhân thoải mái thanh liêm như vậy ngược lại chọc cho các sư huynh đệ khác bao gồm trang lão đầu ở bên trong cực kỳ hâm mộ nhưng cũng không còn lời nào để nói ai bảo người ta là thổ hào chứ Huống chi từ khi Lâm Tiểu Sơn gia nhập nhất kiếm môn tới nay sở giao lên cung phụng, đã làm cho cuộc sống trên dưới trong môn dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí mấy vị sư huynh cũng không cần thường xuyên đi khai sơn chuyển đá làm cu ly mà có thể chuyên tâm tu luyện, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì. Nhàn thoại không nói ra, mọi người chạy mấy ngày đường, cuối cùng là đi tới hộ phách quận quận trị thánh hỏa bảo địa giới. Có lẽ là tới gần võ lâm đại hội dự tuyển nơi tổ chức, trên đường gặp được tu sĩ dần dần nhiều lên. Thường xuyên có đoàn lớn tu sĩ đội ngũ từ Nhất kiếm môn một hàng bên người gào thét mà qua, có rất nhiều đội ngũ còn trực tiếp không quan tâm trực tiếp hướng bọn họ va chạm tới, để Lâm Tiểu Sơn mọi người hảo một trận né tránh, thậm chí sau đó đành phải chọn chút ít hẻo lánh ít người địa phương đi. Mà Lâm Tiểu Sơn lúc này cũng quả thật nhận thức được địa vị của Nhất kiếm môn trong giang hồ, nếu không phải ngẫu nhiên có chút tu sĩ còn bận tâm đến thể diện của vị cao thủ ý cảnh trang lão đầu này, sợ thật sự là bắt người sẽ tùy ý dẫm lên bọn họ một cước. Cũng quả thật rất ít người biết một kiếm môn của bọn họ, chỉ có ngẫu nhiên đụng phải địa giới cùng tồn tại ở Tùng Mộc Thành, một ít thế lực môn phái tình trạng cùng một kiếm môn không kém bao nhiêu mới có thể tới cùng trang lão đầu hàng huyên vài câu, càng nhiều mặc dù biết một kiếm môn, nhưng nhìn thấy trương toàn tại khiên thể gỗ cùng với đoàn người quần áo tả tơi gần như giống như ăn mày, đều là vẻ mặt khinh thường liếc mắt một cái rồi nghênh ngang rời đi đang lúc trang lão đầu vừa hàng huyên xong với một thủ lĩnh tên giả lang bang đang muốn tiếp tục lên đường thì từ phương hướng thánh hỏa bảo xa xa vọt tới một đám người trang lão đầu theo thói quen dẫn mọi người né tránh sang một bên đường rất nhanh đám người kia liền đến trước mắt không phải một đám người xác thực mà nói hẳn là một đám người đuổi theo một người người bị truy đuổi là một thanh niên da trắng nõn ngũ quan thanh tú mặt mày hơi âm nhu người này mặc dạ hành y màu đen bên hông đeo hai thanh chủy thủ nhìn không giống như là con đường tốt lành gì. Mà mười mấy người đuổi theo phía sau, quần áo trang bị đại thể nhất trí, là trang phục màu đỏ cam mang theo một chút hoa văn hỏa diễm, có kiếm bào có sức trang phục bất quá kiểu dáng nhìn không kém nhiều lắm, hẳn là tu sĩ cùng thuộc về một thế lực nào đó. Những người này một bên đuổi theo một bên hô đứng lại, ngươi chạy không thoát, ngăn cản hắn các loại vô dụng lời nói. Chỉ là thanh niên trắng nõn kia tự hồ không ở trạng thái, tốc độ chạy trối chết so với mọi người đuổi theo phía sau chậm hơn một chút, đang dần dần kéo gần khoảng cách, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Ngay khi đám người Lâm Tiểu Sơn ở một bên chuẩn bị ăn dưa xem xong toàn bộ cảnh truy đuổi, thanh niên thanh tú đi qua bọn họ, lại ngừng lại, đứng ở phía sau bọn họ làm như chạy không nổi, còn giống như muốn kéo mọi người nhất kiếm môn xuống nước. Rất nhanh người truy đuổi cũng đã đến trước mặt, trong đó có một gã hoa văn trang phục hơi có chút khác biệt với những người khác, khi một thanh trường đao bảy thước, hình thể cường tráng, đầu voi tai hổ râu quai nón, nhìn thanh niên hán tử hẳn là đầu lĩnh đi về phía trước hai bước hướng về phía đoàn người trang lão đầu lớn tiếng hô. Các ngươi là người phương nào? Bái hỏa giáo làm việc. Người không liên quan thỉnh cầu né tránh. Nội dung tuy nói có chút khách khí, nhưng ngữ khí cũng không thể nghi ngờ bên mặt hất hàm sai khiến. Tự hồ khách khí như có như không này vẫn là nể mặt trang lão đầu cùng hắn đều là ý cảnh tu vi, bằng không lúc này nói không chừng cũng đã đem bọn họ cùng thanh niên kia tất cả đều thuận tay đuổi đi. Lần này Bái Hỏa giáo tổ chức Võ Lâm đại hội hộ phách dự tuyển thi có âm mưu. Ta chính là biết được bí mật trong đó trốn ra, lúc này mới bị bọn họ đuổi giết, trận âm mưu này quan hệ đến tính mạng của tất cả Võ Lâm đồng đạo tham dự, kính xin chư vị ở đây hỗ trợ ngăn cản bọn họ một hai, quay đầu lại tại hạ liền đem chân tướng sự tình nói rõ ràng cho chư vị, cùng nhau vạch trần hành động bái hỏa giáo của hắn làm cho âm mưu của bọn họ phá sản. thanh niên thanh tú đột nhiên lớn tiếng hô, hơn nữa nội dung còn có chút ý tứ. điều này làm cho tất cả tu sĩ đi ngang qua nhau nhau dừng bước nhìn lại. ngay cả bảy người giả lang ban lúc trước đang rời đi cũng dừng lại, thân thể đi tới gần một chỗ kiếm môn. đồng thời giả lang ban chủ còn cùng trang lão đầu liếc mắt nhìn nhau, làm như tỏ vẻ nếu có tình huống trong coi tương trợ. âm mưu gì? thật hay giả, đừng dọa người a mổ đi ngang qua ăn dưa tu sĩ giáp hô dường như không tin không quan tâm âm mưu gì cũng không quan tâm thật giả trước mắt mọi người muốn đi bái hỏa giáo địa bàn tham dự có một số việc vẫn là thà rằng tin có tương đối tốt theo hắn xem ra bái hỏa giáo là thế lực cường đại ở phía nam hùng châu ở trên địa bàn nhà mình muốn làm chút gì đó với những người này là chuyện không thể dễ dàng hơn vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn nhất phái hồ ngôn lão Ta bái hỏa giáo giáo chủ đêm hôm trước bị người ám toán thân tử, hiện nay toàn thành phong tỏa giới nghiêm trốc nã thủ phạm, hứa vào không được ra. Người này sớm hình dạng khả nghi, muốn lén lút ra khỏi thành, bị chúng ta phát hiện một đường đuổi tới, tuyệt không phải trong miệng nói có cái gì ám hại võ lâm đồng đạo cái gọi là âm mưu. Hơn nữa ta phải giáo chủ ngã xuống, trong thành sớm mọi người đều biết, tin tưởng không bao lâu nữa các vị cũng sẽ nhận được tin tức liên quan nhưng thật ra người này đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận, nghĩ đến mặc dù không phải là hung thủ ám hại giáo chủ ta, cũng nhất định cùng hung thủ có liên quan gì. Phiền chư vị hỗ trợ cùng nhau bắt người này, ta bái hỏa, văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Bái hỏa giáo chủ triệu quyền an được người giang hồ gọi là viêm quỷ song đao chính là cường giả hư cảnh, cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh, làm sao có thể bị người ám toán tự tử. Toàn bộ quận hổ phách, thậm chí toàn bộ hùng nam lại có mấy người có thể ám toán được hắn bất quá người ta thân là bái hỏa giáo chúng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì hẳn là cũng không đến mức dùng loại này dễ dàng vạch trần lời nói dối đến lừa gạt mọi người dưa này tuyệt đối là bảo chính chỉ là triệu quyền an thật sự đã chết sao vậy phỏng chừng hổ phách quận cùng các quận xung quanh thậm chí toàn bộ phía nam hùng châu đều muốn động đất vị nhân huynh này cũng nói triệu quyền an là cường giả hư cảnh cái chết của hắn sao có thể có quan hệ với một tiểu hà mễ tán tu như ta? Tại hạ chỉ là trong nhà có việc gấp, sốt ruột ra khỏi thành, các ngươi liền vung tay với ta, nếu không là tiểu gia chạy nhanh, chỉ sợ lúc này đã sớm bị các ngươi tiện tay đánh chết. Chẳng lẽ cái chết của giáo chủ các ngươi là do nội tặc các ngươi gây nên, cho nên vì phòng ngừa rò rỉ tin tức mới vội và giết người diệt khẩu như vậy? Dù sao mọi người đều biết Triệu Quyền An là cường giả như thế toàn bộ quần hổ phách có thể làm bị thương hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn giết hắn. Xem ra, việc này chỉ có chính các ngươi thừa dịp hắn không chuẩn bị sát thủ mới đột phá nhất có khả năng. Thanh Tú Nam tử thấy kế bịa đặt sinh sự không thành lại sử dụng một chiêu ngầm máu phun người, chỉ hưu bảo ngựa. Ân, ừ. Cái này hợp lý, nếu triệu quyền an bị người thân cận ám toán, ngược lại rất có khả năng, nghĩ đến hẳn là như thế. Tu sĩ giáp thấy thanh niên thanh tú rắc muối tiêu cho dưa này, lập tức cảm thấy ngon miệng, lập tức liền ăn, cũng tắm tắc khen ngợi cảm thán không thôi. Đúng vậy, đúng vậy, không chừng vẫn là giáo chủ phu nhân hạ thủ. Tục ngữ nói rất đúng. Trên đầu chữ sắc có một thanh đao a, à, cho dù là cường giả hư cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bần tăng thiệt thòi là người xuất gia, không có khả năng rơi vào kết cục như thế. A di đà phật, thiện tai thiện tai tăng nhân đầu trọc tu sĩ bính cũng niệm khẩu phật hiệu đồng thời kích thích niệm châu trong tay mặc niệm kinh văn gì đó nghĩ đến là muốn siêu độ triệu quyền an triệu thí chủ cá nhân ta cảm thấy không có khả năng dù sao triệu quyền an và phu nhân hắn đã ở chung nhiều năm mấy đứa nhỏ muốn xuống tay đã sớm xuống tay không có khả năng đợi đến bây giờ thiết tưởng là do con trai lớn của hắn hạ thủ hẳn là con trai lớn của hắn cảm thấy lão tử của hắn chiếm lấy vị trí giáo chủ mấy chục năm đều chờ đến già cũng không thể đợi được truyền ngôi, thật sự chờ không kịp, cho nên liền lấy cớ thỉnh giáo chủ lão tử thương lượng tổ chức thi đấu dự tuyển đại hội võ lâm, sau đó mật thất nói chuyện, cuối cùng thừa dịp hắn không chuẩn bị đau đớn hạ sát thủ. Ai cũng biết con trai lớn của Triệu Quyền An là hỏa ma Triệu Tuấn Long đi vào hư cảnh cũng đã gần 10 năm, được cho là hảo thủ trong hư cảnh như vậy tu vi thân thủ, hơn nữa xuất kỳ bất ý, lúc này mới có thể bắt được Triệu Quyền An mà phu nhân hắn thậm chí tính cả hắn sở hữu như phu nhân, tu vi cao nhất bất quá ý cảnh, bằng bực này tu vi cho dù là trộm tập, đắc thủ hy vọng cũng là xa vời. Hơn nữa, phụ tử tranh quyền, cốt nhục tương tàn tiết mục từ xưa tới nay cũng là nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy ta kết luận, tất là Triệu Tuấn Long gây nên, hắn năm nay cũng sắp 50 đi, đổi lại là ta cũng chờ không kịp phỏng chừng. Tu sĩ ất cùng một mảnh ruộng dư đối với việc này lại ông bất đồng ý kiến, chỉ thấy những người khác chậm rãi mà nói, phân tích có lý có căn cứ đạo lý rõ ràng, đó là mọi người bái họa giáo đứng cách đó không xa bao gồm cả hán tử trường đào ở bên trong nghe đều mắc lộ tinh quang, vuốt cầm không ngừng, thậm chí trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm, chẳng lẽ thật đúng là do thiếu giáo chủ gây nên. Xuất thần nói thầm, trong lòng tính toán một hồi lâu trường đào hán tử phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn về phía thanh niên thanh tú vừa mới đứng chỗ, phát hiện nơi đó đã rỗng tuyết nào còn có thân ảnh thanh tú nam tử, nhất thời hoảng thần giận dữ quát lên, một đám lâu la giáo chúng phía sau hắn lúc này cũng từ trầm tư cùng dư vị bị quát tỉnh, vẻ mặt ngay thơ hai mặt nhìn nhau không nói gì. Lúc này một tên lâu la giáo chúng không có cùng mọi người bình thường chuyên chú ăn dưa nhỏ giọng nhắc nhở nói, đồng thời chỉ chỉ giờ phút này đang cùng một người khác trong một tên áo bào trắng thanh niên nói chuyện thật vui thanh tú nam tử. Ta mặc kệ ngươi có liên quan đến cái chết của giáo chủ chúng ta hay không nhưng hôm nay thánh hỏa bảo toàn diện giới nghiêm, trước khi tìm được hung thủ, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời thành, cho nên kính xin theo chúng ta trở về. Nếu quả thật không liên quan đến ngươi, đến lúc đó sẽ thả ngươi rời đi. Đạo hữu mời, tại hạ tư mã diệu, vì chu lệnh long đạo hữu này thật sự là trong nhà có việc cần gấp rời đi, tại hạ nguyện đảm bảo chuyện hắn và quý giáo giáo chủ tuyệt đối không liên quan không biết huynh đại có thể dàn xếp một hai hay không, vị thanh niên thanh tú kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khuôn mặt thanh tú giống như hắn, chỉ là giữa hai đầu lông mày lại có thêm vài phần anh khí, thấy hắn tử đau dài ép tới, liền hướng đối phương chấp tay tự báo gia đạo, bất quá tuy là hy vọng đối. Phương dàn xếp, trong lời nói lại không có mấy phần khách khí, làm như đối với bái hỏa giáo cùng với thực lực của chúng bái hỏa giáo ở đây đều không để ý lắm. Tư mã diệu chẳng lẽ bọn họ là người của Tư Mã Gia ở Tinh Châu? Cuộc thi dự tuyển đại hội Võ Lâm Hùng Châu chúng ta không liên quan gì đến Tinh Châu bọn họ chứ? Lúc này bọn họ tới đây làm gì? Tư Mã Diệu Cái tên này Tu sĩ giáp lấy kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm, lão đạo phân biệt dưa biết dưa cho ra việc này tất có kỳ quặc. dưa này nặng 23 cân 7 lượng, bảo quản chính. Tư Mã Diệu à, người giang hồ gọi là tinh diệu thiên lý câu Tư Mã Diệu, một trong thập kiệt thế hệ trẻ ở Tinh Châu, luận thanh danh thực lực còn cao hơn tinh Tây Bác Tuấn của Tư Mã Gia. Ngươi cũng không biết, Bần Tăng thật đúng là không biết ngươi tới Võ Lâm Đại Hội này làm gì, chẳng lẽ thật sự là tới tham gia Võ Lâm Đại Hội. Ta còn chưa nói xong đã cắt ngang cho ngươi, ta là muốn nói, cái tên Tư Mã Diệu này thật dọa ngươi. Xem ra hôm nay không lộ hai tay, ngày khác không biết A Miu A cẩu nào ăn hai miệng võ dư liền dám vọng xưng qua vương bên cạnh không đề cập tới, liền nói vị kia bái hỏa giáo trường đao hán tử là ai ngươi có biết không? Tu sĩ giáp điền mãn qua thấy con lừa trọc cùng ở ruộng dư nhiều năm này lại đang nghi ngờ địa vị giang hồ của mình, thuận thế tiện tay sử dụng một kích, dự định dạy con lừa trọc này làm người một hồi, đồng thời cũng dự định ra oai phủ đầu tất cả quần chúng ăn dưa ở đây. À, cái này. Di Đà Phật ta tăng nhân tu sĩ đầu trọc bính danh hiệu chiêu phong nhĩ làm như có chút không tiếp được một kích tiện tay của qua vương có chút xấu hổ mặt đỏ tới mang tai quanh có niệm một tiếng phật hiệu bất quá cái này cũng không thể cách hắn dù sao thuật nghiệp có chuyên công hắn một cái hòa thượng nếu là hỏi hắn vị nào tài chủ lại nạp mấy vị tiểu thiếp đại hiệp ai uống hoa tử lại bị tức phụ nhi bắt được rồi scan diễn sự như thế ở phía nam hùng châu thậm chí toàn bộ địa giới hùng châu nếu hắn nói không biết phỏng chừng sẽ không ai có thể biết nhưng nếu hỏi tu sĩ nào họ gì tên ai theo chân lai lịch chiến tích trải qua cái gì liền thật không phải thế mạnh của hắn hắn là đệ đệ lý lôi của viêm hổ đao lý phong huynh đệ hai người đều là can tướng đắc lực dưới tay thiếu giáo chủ triệu tuấn long của bái hỏa giáo chỉ là lý lôi này là một người cùng tu luyện bình thường rất ít hiển lộ trước mặt người khác rất nhiều sự vụ đều là ca ca hắn ra mặt thay triệu tuấn long xử lý cho nên người ngoài đối với người này không biết nhiều lắm nghe nói tổ hợp kỹ, lôi hỏa thất sát đao, mà huynh đệ hai người liên thủ sử dụng uy lực cực lớn, thậm chí có thể uy hiếp đến cường giả hư cảnh, nghe đồn bọn họ từng giao thủ với nhiều hư cảnh mà toàn thân trở ra hắc hắc. Đương nhiên viêm hổ đao Lý Phong vốn cũng là cao thủ có danh tiếng không nhỏ trong tu sĩ Hùng Châu, chính là không biết thực lực của Lý Lôi Thanh danh không nổi bật này như thế nào ăn dưa tu sĩ ất tự hồ là một trong số ít người ở đây nhận ra trường đao hán tử Lý Lôi, hắn chậm rãi nói một phen, không khỏi khiến Điện Mãn Qua vốn tưởng rằng bên ngoài bái hỏa giáo không ai biết người này liếc mắt một trận. Trong lòng thầm nghĩ Hùng Châu ăn dư giới thật đúng là ngọa hổ tàn long Không thể tưởng. Được bái hỏa giáo vẫn tìm tu lý lôi này cư nhiên đều biết rõ ràng, quả nhiên không thể khinh thường. Rất nhanh hắn theo bản năng đánh giá một phen vị trước mắt này tiếp nhận hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực tất sát một kích người. Đây là một cái ăn mặc rất hoa lý hồ tiêu người trẻ tuổi, tuổi nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, trên lưng cùng bên hông đều đeo một thanh kiếm hẳn là cái sông kiếm lưu áo sơ mi hoa quần ống loa nửa bầu trời kiểu tóc là người của nhất kiếm môn này một kiếm môn này hắn biết xuống dốc hơn ngàn năm lại còn có thể ra nhân vật như thế hắn nhớ kỹ một kiếm môn này tổng cộng không phải chỉ có bốn đệ tử sao cũng liền một cái tuổi nhỏ nhất cùng với một cái có chút thiên phú nhưng rất khuya mới bắt đầu tu hành thanh niên tử còn lại hai cái không đáng giá nhắc tới này lúc nào lại nhiều nhân vật này? Là gần đây mới tuyển. Vì tham dự dự tuyển đại hội võ lâm. Điền mãn qua có thể được xưng hùng bí đỏ vương tự nhiên cũng là có tài năng, rất nhiều người không biết không biết một kiếm môn, ở trong mắt hắn phỏng chừng còn không bí ẩn bằng lý lôi. Dù sao cái trước có bái hỏa giáo hữu ý vô ý giấu Diếm nhân tố, mà cái sau lại không có chỉ là không đáng nhắc tới mà thôi, không tính là bí ẩn gì, ngược lại vị một kiếm môn tân nhân này làm hắn có chút để ý tại hạ hùng bí đỏ đầy ruộng không biết tiểu hữu gọi như thế nào vừa nghĩ đến đây qua mãn điền liền muốn lên tiếng chào hỏi mở miệng thăm dò một hai dù sao giống như hắn bực này quanh năm ăn dưa tin tức thông suốt người chỉ cần đối phương trả lời thậm chí vô vị thật giả hắn đều có thể đoán ra chút môn đạo đến tiểu tử là nhất kiếm môn lâm tiểu sơn thỉnh thoảng cũng đặt chân vào ruộng dưa đối với tiền bối tay hoang hùng bí đỏ vương đại danh cũng là ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy, trong lòng quả thực vui mừng vô cùng. Đúng vậy vì cẩn thận ăn dưa tu sĩ ất chính là Lâm Tiểu Sơn, hắn thấy qua mãn điện lên tiếng bắt chuyện, liền cũng hào phóng cười trả lời. Đồng thời hắn cũng biết, lấy người ta tin tức phương pháp, muốn biết những thứ này cũng không khó, chỉ bất quá xem đối phương có thể biết bao nhiêu. Bất quá là giang hồ bằng hữu nói đùa mà thôi, điền mổ nào dám vọng xưng cái gì qua vương tiểu hữu cũng chớ nhắc lại ha ha qua mãn điền nhẹ giọng niệm một phen lâm tiểu sơn tên nguyên bản trên mặt mang theo một chút tự đắc mỉm cười thần sắc đột biến trở nên có chút ngưng trọng đồng thời ánh mắt có chút khác thường cà lâm ấp úng hai câu sau liền không nhiều lời nữa qua vương không hổ là qua vương cái này cũng đã nhận ra tiểu tử theo chân lâm tiểu sơn không phải người mù tự nhiên nhìn ra được đối phương hơn phân nửa đã đoán ra lai lịch của mình, liền tùy ý mở miệng hỏi. Lâm Tiểu Hữu làm chết Điền Mổ, Lâm Tiểu Hữu không phải là đệ tử mới thu của một kiếm môn sao? Cái gì theo chân? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có dưa ăn? Hắc hắc Điền Mổ thích ăn dưa nhất. Qua mãn Điền trên mặt rất nhanh một lần nữa hiện ra một chút mỉm cười, có lẽ tự hồ không có tự nhiên như lúc trước, nhưng ở người ngoài xem ra cũng chỉ giống như một cái hoảng hốt, cũng không có phát sinh qua cái gì bình thường. Điền tiền bối đều nói, ta bất quá là cái này một kiếm môn mới thu đệ tử, cái này một kiếm môn ai cũng không biết không nhận ra, nào có cái gì dưa cho tiền bối ăn nha. Chúng ta vẫn là tiếp theo ăn cái này bái họa giáo dưa a. À. Lâm Tiểu Sơn biết đối phương không muốn biểu lộ ra ngoài, bất quá chính mình cùng hắn cũng không có liên quan, đồng thời chính mình cũng không mang cái gì không thể người âm mưu hoặc là nhiệm vụ, biết liền biết đi, cũng không phải cái gì đại sự, cho nên cũng là lơ đỉnh. Tư mã diệu Hán tử trường đao lý lôi nghe được đối phương tự báo gia môn, tự hồ có chút sắc mặt cổ quái suy nghĩ cái gì đó, kiệt 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 kiệt. Tư mã diệu Hắc hắc Tư mã huynh muốn thay vị tặc tử này đảm bảo cũng không phải không được, dù sao tư mã gia các ngươi đại nghiệp, cũng có phần thực lực này, bất quá sao. Hắc hắc hắc, Lý Lôi tiếp theo một trận cười quái dị nói, như là đánh chủ ý gì tại hạ hy vọng tư mã huynh có thể cùng tại hạ làm một hồi, như vậy cho dù người mang không trở về, tại hạ cũng có thể chống lại thượng đầu có cái công đạo như thế nào. Nói xong lý lôi linh lực một trận cổ động, một cổ linh áp dày nặng tràn ngập, sau đó cười quái dị toàn thân vung trường đao trong tay một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, gắt gao nhìn chầm chầm thanh niên áo bào trắng tư mã diệu, giống như gặp phải con mồi nào đó trong lòng. Quyền cước không có mắt, so tại đứng lên khó tránh khỏi sẽ tổn thương hòa khí, nếu không như vậy ngài thấy được không lát nữa vào thành ta làm chủ thay chu huynh cùng huynh đại bồi tội một phen như thế nào thanh niên áo bào trắng cảm thụ được hướng hắn áp bách mà đến linh áp nhưng là sắc mặt như thường chỉ là trong lời nói tự hồ cũng không muốn ở chỗ này cùng đối phương động thủ ngược lại mở miệng đề nghị là ta tìm tu quá lâu kiến thức nông cạn sao hay là tinh diệu thiên lý câu một trong mười kiệt trẻ tuổi của tinh châu ha 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 xem ra các hạ cùng tên tạc tử này cũng không phải là bèo nước gặp nhau, thậm chí quan hệ không giống bình thường nha. Bất quá sao? Nếu là ngày thường, hai câu nói mềm mại của tư mã gia đệ tử các ngươi tại hạ lại rất hưởng thụ, chỉ là hôm nay sự tình ám hại giáo chủ ta chân hung, không chấp nhận được tại hạ có nửa phần qua loa, tư mã huynh đắc tội rồi. Chợt lóe ra tay với đối phương. Lý lôi không hổ là xuất thân cận chiến thể tu, tốc độ thân pháp tùy ý bắt đầu không giống bình thường, rất nhiều người tu vi không đủ ở đây chỉ nhìn thấy lý lôi lắc mình một cái liền biến mất không thấy tâm hơi, sau một khắc xuất hiện, đã đến trước mặt tư mã diệu cách đó hơn 10 trượng, hơn nữa lúc này hai người cũng đã giao thủ. Tư mã diệu tự hồ đối với việc lý lôi đột nhiên hạ thủ cũng không ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền rút bội kiếm bên hông ra đánh với lý lôi vài cái, đương nhiên đây cũng là thử thân thủ, nhìn không ra cao thấp gì, chỉ là trong lúc hai người giao thủ linh lực va chạm, dẫn tới một trận linh lực bốn phía trong phạm vi mười trượng của hai người, các bay đá chạy. Thậm chí không ít linh lực giật tán nhằm phía tu sĩ ăn dưa chung quanh, thiệt thòi trang lão đầu lúc này đã sử dụng một cái lồng linh lực đem mấy người nhất kiếm môn bảo vệ, ngược lại có chút thế lực môn nhân đông đảo, tiền bối trong môn che chở không kịp, có nhiều người đều bị linh lực tứ tán này đánh bay, bị thương không lớn không nhỏ, coi như là tai ương. Mấy người nhất kiếm môn tuy nói lúc này được trang lão đầu bảo vệ, nhưng nhìn trang lão đầu giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy thận trọng, xem ra chống đỡ linh lực bảo vệ mấy người bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lý lôi này tuy nói tu vi là ngưng ý cảnh đại viên mãn, so với ngưng ý cảnh hậu kỳ tư mã diệu cao hơn một chút, nhưng tư mã diệu này quả thật nổi danh vô hư, dưới sự điên cuồng tấn công mạnh mẽ của trận chiến thể tu mà đều ứng đối thoải mái thoải mái thoải mái như thế, xem ra nếu như lý lôi không xuất ra chút đồ thật sợ là sẽ tự rước lấy nhục ha ha thủ đoạn lại có thể ít ưm ừ. cao thấp cũng biết điểm này chắc hẳn không chỉ có ta và ngươi thậm chí hai người bọn họ có lẽ cũng rất rõ ràng đoán chừng lý lôi này là muốn tìm tư mã diệu làm bồi luyện thử thủ đoạn chỉ mong lát nữa tên này không bị bao các bồi luyện đánh ngược lại quá khó coi ha ha lâm tiểu sơn cũng cười gật đầu phụ họa nói nói thật hắn đối với thân thủ của hai người cũng có chút thấy săn mà thích, đáng tiếc vì bây giờ hắn là một con tôm nhỏ một kiếm môn, phải báo danh dự tuyển trước, không nên quá mức nổi bật, nếu không quay đầu lại vạn nhất làm ra thiêu thân gì khiến hắn đánh mất quyền dự thi liền khóc không ra nước mắt. Tình huống của hắn hắn rõ ràng, thù hận gì tuy là không có, nhưng nếu cái gì võ lâm đại hội hùng châu hộ phách quận cái gì quỷ dự tuyển thi đấu bên tổ chức biết lai lịch của hắn, hủy bỏ tư cách báo danh của hắn cũng là vô cùng có khả năng. Một kiếm môn chỉ có mấy ca ca bọn họ, thiếu ai môn phái này phỏng chừng sẽ lạnh, dù sao hắn có ân tình học tập bí tịch một kiếm môn của người ta, cũng không tốt cứ như vậy thấy người ta lạnh lạnh, Lâm Tiểu Sơn lại càng không phải là người thích thiếu nợ người ta ân tình, cho nên lại động thủ ngứa ngáy, cũng phải chờ cùng mấy ca cao thấp một kiếm môn này cùng nhau báo danh xong rồi nói sau. Tư Mã Huynh không hổ là tinh châu thập kiệt, phần thực lực này chính là Huynh ta cũng khó có thể với tới, đã như thế, tại hạ liền yên tâm. Hắc, hắc Hai người giao thủ trong chốc lát, Lý Lôi trong lòng đã nắm chắc liền trường đao chém ngang, hư lung một chiêu, ngay sau đó xoay người kéo ra khoảng cách mấy trượng rồi cười nói, nghĩ đến là muốn phóng đại chiêu. Chỉ thấy sau khi nói xong khóe miệng lại nhếch lên, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tiếp theo linh lực trên người hắn kịch liệt bắt đầu khởi động, cùng vừa rồi như hai người khác nhau, linh lực mật độ cao tản ra thậm chí khiến cho hòn đá nhỏ xung quanh hắn đều nhao nhao trôi nổi theo sát phía sau hóa thành bột phấn. Hơn nữa điện quan do linh lực va chạm gây ra cũng xuyên qua trên người và chung quanh lóe ra. Phía dưới tại hạ muốn thi triển chính là lôi sát thất tuyệt đao do tại hạ tự nghĩ ra, thoát thai từ tổ hợp đao pháp của hai huynh đệ ta, bất quá đến nay vẫn không thể nắm giữ như ý, kính xin tư mã huynh cẩn thận, nói xong hai tay cầm đao, từ bộ đi về phía tư mã diệu, đồng thời mỗi bước đi liền vung lên một chiêu đao pháp đao thức đi tiếp theo là chiêu tiếp theo, bất quá thân hình vung đao trước đó vẫn chưa biến mất, giống như một cái bóng vung đao nối liền với hắn, liên tục đi bảy bước, đó. Là bảy cái bóng vung đao thức liền với Lý Lôi, trong hoảng hốt giống như là một ma thần ba đầu sáu tay, tôi không biết. Đi hết bước thứ bảy, Lý Lôi liền dừng bước, lập tức trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Thất tuyệt lôi sát, đệ nhất sát. Địch ta diệt hết chỉ thấy bảy thân ảnh vung đao trên người lý lôi lóe lên hóa thành bảy đạo ảnh tử công kích tư mã diệu tốc độ cực nhanh xét đánh không kịp tư mã diệu vốn mang ý cười nhìn đối phương dự định nhìn xem người cao to này có thể chơi trò gì nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy thú vị không cẩn thận đúng là nhìn đến nhập thần đã quên ngăn địch cho nên trong nháy mắt lý lôi đệ nhất sát công tới sắc mặt lập tức đại biến hoảng loạn không thôi ta kiếm thông linh ngữ cũng may hắn phản ứng cũng nhanh trong nháy mắt trước khi bảy đạo ảnh tử công tới liền cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết về phía trường kiếm trong tay đồng thời ngón tay bấm một ấn quyết trong nháy mắt tiếp theo bảy cái bóng đã vọt tới trước mặt hắn bảy cái bóng đều vung ra một chiêu đao thức chém vào một đạo hồng mang chém đến hồng mang mang theo tư mã diệu ném bay về phía sau thậm chí bay thẳng vào một gốc cây đại thụ nào đó lúc này mới chậm rãi rơi xuống đợi tư mã diệu đứng lên Mọi người nhao nhao cảm ứng được linh lực trên người hắn uể oải không ít, hiển nhiên là bị chút thương tích. Lý Huynh để cho tiểu đệ một mình bị đánh nửa ngày, cũng là lúc để tiểu đệ có qua có lại một phen. Ha ha ha, ngay khi Lý Lôi nhíu mày nhìn Tư Mã Diệu dưới gốc đại thụ xa xa, bên tai đột ngột vang lên thanh âm của Tư Mã Diệu, sau đó có người liền nhìn thấy thân hình Tư Mã Diệu chậm rãi ẩn hiện phía sau Lý Lôi, ngay sau đó liền phát ra một trận cười điên cuồng vung kiếm chém tới Lý Lôi bất quá lý lôi lúc này cũng không hoảng hốt trên người hắn trong nháy mắt lại lóe lên bảy đạo bóng dáng vừa rồi công kích tư mã diệu đồng thời những bóng dáng này cũng vung đao tiếp nhận trường kiếm tư mã diệu chém tới chỉ là dần dần vẻ mặt của hắn cũng dần dần trở nên cay đắng bởi vì kiếm chiêu trước mắt của tư mã diệu mặc dù không có kết cấu gì đáng nói không đáng nhắc tới nhưng lực đạo mỗi một nhát chém đều cuồng mảnh chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chém chết hắn thậm chí tốc độ cũng nhanh đến mức hắn chỉ kịp tiếp nhận, hoàn toàn không có thời gian phản kích, hơn nữa là bảy cái bóng cộng thêm bản thân hắn mới có thể tiếp nhận, hoặc nghiêm túc mà nói, là đối phương cố ý dùng thế công khiến hắn chỉ có thể tiếp nhận mà không thể phản kích. Đồng thời từ thái độ gần như trêu đùa của đối phương, hắn coi như đã biết trên lệch thực lực cách biệt một trời một vực giữa bọn họ. Lý Huynh, tốc độ tiếp chiêu của ngươi chậm lại. Ha ha ha. Như vậy để cho ta chém nhanh một chút đi. Ha ha. Tư Mã Diệu chém đến hứng khởi, thấy Lý Lôi dường như chống đỡ hết nổi, cảm thấy không đủ ý tứ, tốc độ chém liền tăng nhanh hơn một chút. Một giây sau, Lý Lôi ở đây cấp tốc bổ xuống một cái ngăn cản không kịp, vai phải liền bị chém trúng một cái, tuy nói không phải chỗ yếu hại, nhưng cũng là một trận máu tươi vung vãi, đồng thời làm cho hắn không thể không để cho chính mình ngăn cản tốc độ lại nhanh hơn một tia đến đuổi kịp tiết tấu ngay tại lý lôi tốc độ lại muốn theo không kịp lúc, hắn biết trước mắt hắn sợ là không liều mạng không được, nếu không thất tuyệt đao bên trong chiêu này hắn là tuyệt không nguyện ý đi dùng, bởi vì tục ngữ nói thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm, mà hắn chiêu này tắt thương địch tám trăm, tự tổn một ngàn. Là khi đối mặt với địch nhân có thực lực vượt xa mình, cầu xin một tia tuyệt chiêu liều mạng sinh cơ, hơn nữa một khi dùng chiêu này mặc kệ kết quả như thế nào hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết chỉ là không muốn nhưng ngoại trừ chiêu này hắn cũng nghĩ không ra tuyệt chiêu có thể thoát thân khác, tiếp tục duy trì khẳng định cũng là kéo chết đối phương. Trong nháy mắt, khi tư mã diệu chém hắn, hắn lại không tiếp không tránh. Tư mã diệu thấy đối phương cư nhiên không tiếp, trong lòng cũng hoảng hốt, chỉ là kiếm đã chém ra, giao thủ không quá trong nháy mắt, thu thế khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ có thể chém đến cùng, bất quá một chém này ở thời điểm cuối cùng hắn vẫn thu hai phần lực mà không phải thêm hai phần lực đây là trực giác chiến đấu của hắn là trực giác cực kỳ nhạy bén sau khi đánh nhau với không biết bao nhiêu cường giả sau một khắc một kiếm này của hắn liền chém tới cũng chém trúng trước ngực đối phương à chỉ là cơ hội trong nháy mắt tư mã dịu lại đau đến kêu lên thành tiếng bởi vì khi hắn chém trúng lý lôi không biết từ đâu toát ra một đạo đao quang với tốc độ tương tự lực lượng cũng chém tới trước ngực hắn hắn thấy được cũng muốn hơi tránh đi nhưng là hoàn toàn không thể đao quang này như hình với bóng khi hắn chém trúng Lý Lôi đồng thời cũng chém trúng hắn, sau khi kêu thảm thiết hắn cũng là. Vẻ mặt sợ hãi kéo ra chút khoảng cách, lập tức trong lòng một mảnh hoảng sợ. Cái quỷ này, làm sao tránh không thoát, thiệt thòi cho linh lực hộ thể của mình so với đối phương tốt một chút, cuối cùng còn thu hai phần lực, nhưng dù vậy vẫn là bị thương không nhẹ. Bất quá vô luận hắn kinh hãi như thế nào, nhưng cũng biết, tình huống của hắn chung quy so với Lý Lôi đã ném bay ra xa xa rầm rì dãy dụa lại khó có thể đứng dậy, sắc mặt trắng bệt, ngực miệng đều máu tuôn không ngừng tốt hơn nhiều lắm. Một thức đao pháp này cũng có chút ý tứ, bất quá từ uy lực mà xem, hẳn là cũng chiếm tiện nghi tu vi hơi cao. Lâm Tiểu Sơn thấy một đao có chút kinh diễm này, cũng âm thầm suy nghĩ nếu hắn đối mặt một chiêu này nên ứng đối như thế nào. Tìm thư uyển .v -v -v -chấm -giao com Chu Huynh tại hạ lần này giúp ngươi ra mặt cũng không thành muốn ăn cái này buồn bực thiệt thòi chỉ mong chu huynh tiết lộ tin tức đối với tại hạ hữu dụng đi bằng không tại hạ cũng sẽ không dễ dàng tha cho chu huynh thanh niên thanh tú thấy đối phương đã giúp hắn đuổi truy binh mà còn bị thương không nhẹ cái giá này tự nhiên là phải trả huống chi người ta cũng không phải lẻ loi một mình mấy tuấn ngàn trẻ tuổi và thủ hạ đi cùng tư mã gia nhìn một đám cũng không phải hạng người dễ dàng bởi vậy cũng không già mồm cãi láo nhiều khóe miệng khẽ động làm như truyền âm tiết lộ tin tức gì cho đối phương. Người sau nghe xong đầu tiên là cau mày, ngay sau đó hai mắt khẽ trừng, làm như là nghe được tin tức có chút mạnh mẽ cùng hưởng thụ, sau đó thanh niên thanh tú cũng mặc kệ đối phương có thể đem tin tức tiêu hóa hay không, liền chấp tay lắc mình trốn đi. Lâm Tiểu Hữu, ngươi xem tư mã diệu và Tiểu Hữu kia hình như có chuyện gì à, dưa này sợ cũng không nhỏ. Điền mãn qua thấy lời nói cử chỉ của tư mã diệu và thanh niên thanh tú, biểu hiện có chút tò mò, nhìn không hổ là qua vương, mặc kệ dư gì cũng muốn nếm thử. Tiểu tử không thể so với điện tiền bối, tiểu tử bây giờ bất quá là một kiếm môn một tân đệ tử, có một số việc không biết cũng được, hiện tại tham gia võ lâm đại hội mới là chuyện quan trọng, những tiểu tử khác hứng thú không lớn, cái này trước tiên hướng tiền bối cáo từ. Ha ha! Vừa vặn thấy trang lão đầu chuẩn bị tiếp tục lên đường, Lâm Tiểu Sơn liền chấp tay chào hỏi hướng mấy người nhất kiếm môn lắc mình đi. Chương 3, Thánh Hỏa Pháo Đài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 4, Lối vào Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 5, Biến Thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 6, Người ngoài cuộc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7, vào cuộc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 8, trước khi chiến đấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 9, khói lửa lên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10, dặn co. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.